Tham ma thấp phược thiết ta lệ. Bột đà, tất đà, kiếm ba, chiết la, yết la phượng, ác la phượng. A yết sa, bạc già phiệt đẻ, mạt tỳ lạm bà, sa ha. Ba đời chư Phật đều tuyên thuyết, hộ niệm thần chú này, người nào hay thọ trì thì diệt được tất cả chướng, thành tựu tất cả, tùy theo tâm nguyện, mong chứng vô thượng, chánh đẳng bồ đề. Như Lai lại nói thần chú, nạc mộ bạc già phiệt đế, bát lạc những ba la nhĩ đa du, đát điển tha, mô ni đạt kế, tăng yết lạc ha đạt kế, át nô yết lạc ha đạt kế, tỳ mục đẻ đạt kế, tát đà nô yết lạc ha đạt kế, vệ thất lạc mạc na đạt kế, tham mạn đa nô bà lý phiệt, lạc đát na đạt kế, lũ na tăng yết lạc ha đạt kế, tát phược ca la bà lý ba, lạc na đạt kế, sa ha. Thần chú như thế là mẹ của chư Phật, người nào hay thọ trì thì diệt được tất cả tội, thường thấy chư Phật được trí túc trụ, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà. Thế Tôn lại nói thần chú, nạp mộ bạt già phiệt đế, bát lạc những ba la nhĩ đa du, đát điển tha, thất lệ duệ, thất lệ duệ, thất lệ duệ, thất lệ duệ tế, sa ha. Thần chú như thế đủ đại uy lực, người nào hay thọ trì thì tiêu trừ được nghiệp chướng, đã nghe chánh pháp nhớ mãi chẳng quên, mong chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà. Bấy giờ Thế Tôn nói thần chú ấy rồi, bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng, nếu các hữu tình và mỗi buổi sáng sớm trí tâm đọc tụng pháp môn tối thắng lý thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không gián đoạn, thì đều tiêu diệt được các ác nghiệp chướng, những niềm hỷ lạc thù thắng thường hiện tiền. Nếu thọ trì thần chú Đại Lạc Kim Cương bất không này, thì hiện thân tất được thành tựu rốt ráo viên mãn tất cả Như Lai Kim Cương bí mật tối thắng, chẳng lâu sẽ được Đại Chấp Kim Cương và tánh Như Lai. Nếu là hữu tình chưa ở nhiều chỗ Phật trồng các căn lành lâu phát đại nguyện, thì đối với pháp môn tối thắng lý thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, chẳng thể lắng nghe biên chép đọc tụng cúng dường cung kính suy ngẫm tu tập. Nếu ở nhiều chỗ Phật trồng các căn lành mà lâu phát đại nguyện, thì đối với pháp môn tối thắng lý thú sâu xa đây, chỉ nghe được một câu một chữ, huống nữa là đọc tụng thọ trì đầy đủ. Nếu hữu tình nào cúng dường cung kính tôn trọng khét ngợi 80 hằng hà sa triệu ức Phật, thì mới nghe được đầy đủ lý thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa đây. Nếu địa phương nào lưu hành kinh này thì tất cả trời người A Tố Lạc vân vân đều cúng dường như bảo tháp Phật, hoặc có ai để kinh này trên thân hoặc tay thì các trời người đều lễ kính. Nếu là hữu tình nào thọ trì kinh này nhiều ức kiếp thì được trí túc trụ, thường siêng tinh tấn tu các thiện pháp, ác ma ngoại đạo chẳng thể gây đại nạn được, vì bốn đại thiên vương và các thiên chúng thường theo bảo hộ bên cạnh, không bao giờ chết oan đoản mạng hay gặp hoạn nạn. Chư Phật Bồ Tát thường trung hộ trì, khiến mọi lúc tăng thiện bớt ác, theo nguyện vãng sanh về cõi chư Phật, cho đến khi thành tựu bồ đề, chẳng đọa ác thú. Các loài hữu tình thọ trì kinh này chắc chắn được vô biên công đức thắng lợi. Ta nay được nói phần ít như thế. Khi Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh đây rồi, các đại Bồ Tát như Bồ Tát Kim Cương Thủ vân vân và các thiên chúng nghe Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 578.